Ủa? Mang đi nấu Ủa chị Anh đi 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 đâu vậy? Rồi luôn. Ủa là sao nữa? Em đi mít rồi. Ủa em đi sport mà. Tranh nhau. Bán đồ đi mít đi, bán đồ đi mít đi. Nhiều sức quá, tranh nhau, ôi trời ơi. Em tại làm sao được. Trời ơi, đi ra xa một chút bách rồi mới về. Bách về, đừng đi ra. Ây da. Không, đi ra em trước đi ra từ nãy rồi, em đi ra từ nãy rồi. Rồi là sao nữa, tôi bắt đầu mà. Không sao, bây giờ bán đi, bây giờ bán cũng được, mua bắt tím vô cũng được. Đúng rồi, cô Nhung bán bà nè. Bây giờ em về em bán cái sách đi. Chị làm nữa, chị cầm bà cũng biết sao được. Rồi, em thấy không, mua đây, ngày ai cũng bị sập quá. À, anh móp, anh đốc mọi người để cho mấy bạn nữ xéo xong rồi anh ngồi anh cười. Đâu phải riêng tôi cười đâu, anh em cái chat ai cũng cười luôn á chứ. Ê. Anh đi chơi kêu tính thế rồi. Dạ em bằng xe lép mới cứ chê. Kỹ chứ. Mày. Trời ơi gần nó dưới này. Ê, mắm kia cô nữa. Cúp à. Mẹ giờ sao tôi sống? Má nó càng dơ kìa. Má nó càng dơ rồi. Không cậy vào cái tốt cái boss đó nha. Cái boss ơi bị cam thôi chứ lo chăm cậy được. Em bi à. Ôi dạ. Đừng gì đó. Sao cái đớp anh này ơi. Rồi sao rồi. Má ơi. Đánh số mẹ không. Có lên. Ờ thôi chạy được rồi chạy. Rồi dưới luôn chứ ơi. Mẹ ơi. Ai chạy đi. Chạy được rồi mẹ. Hết bèo. Xuống đây. AD là hết bèo nha. Nếu mà khéo xuống đây là có mạng á. Rồi. Mà nó có lên luôn. Đừng có ồn không vậy. Đây xuống. Kìa, Sona. Trời ơi, móc. Đưa đi. Đưa đi đâu? Đưa đi chỗ nào? Nhưng mà rồi, bắt Sona, bắt Sona. Trời ơi, bỏ luôn. Thằng sập nó có flash. Đưa đi luôn kìa, chạy. Sao đại ca đi xa? Chạy. Lùi đi em chị. Chạy. Đâu? Chết rồi. Nhân này đúp chúng qua đó là giết nó rồi đó. Nè, rõ cho này rồi. Làm như mình là Viper vậy á, mày đặt. Thấy ta bích bạn cái bích gì hiên. Từ lấy sáu cái đó. À, con lấy rồi, chị thấy rồi. Nè. Đây, đang dụ nó ra này, bắt được con Sona. Ra được nha. Rồi, bắn Sona nè, chó dính nè. Bắn nè. Dính rồi á, rồi đi. Đừng. Anh đi rồi, quý 2 nè. Rồi, đánh đây. Rồi, chạy đi mẹ. Mít nó xuống. Nhưng luôn. Cái này hay nè. Bèo rồi, mít nó xuống nha. Ok nha. La luôn. Rồi Liên mà đánh con này. Có che tên tưởng Viper. Trời ơi, tính ra anh ơi làm mất chồng. Anh trai, anh đúng hôi cúp luôn. Trời ơi, dính hết chiêu mà muốn làm gì nữa chứ. Không có mắt trong đấy. Đừng kem đi. Mít nó có tè lè đó nha. À, nó lên nguyện rồi, mít tè lè này. Trời ơi! Em tử, em đang tử. Cá lùi. Đang lên. Được nha, em đang tử nha. Rồi, tới luôn. Tới luôn nè. Đánh luôn, chụp hình. Ai đây đó. Trời ơi! E đất quy rồi, cái kiểu được chứ mày. Dừng nó trên này rồi. Nó sao? Mà đi. À, một tí nữa. Nè, nhìn nó thôi. Hello. Ôi, đâu xanh hết cả lũ rồi. Đi ra đâu vậy? Mít nó tới. Chó lại. Chỗ đi lùi vô chỗ mít nó tới. Chưa có chó, anh chưa có chó. Rồi. Có mèo ơi. Chuẩn bị nè. Có mít nữa. Trời ơi, đừng chơi. Mẹ 5 bốt lên, chơi. Bốn đấy. Ôi giời, hay rồi, hay nè. Biết được không? Ừ, anh đang xuống nè, anh đang trên đường xuống nè. Ở đây nè. Ok. Má, mày bơ. Gặp luôn nè. Mày bơ hồi cút. Trời ơi, xạ thủ giữ vị trí vậy mà kêu lên. Mày bơ hồi cút. Nè, con kia cô ở đây nha. Tôi đang không hiểu đồng đội tôi luôn nó đánh vậy mà còn nghi ngờ chê ngờ vật. Ta xe tiếp được nào. Nó không rõ anh. Chị với em không giết được nó đâu. Không có đàn. Để chung bóp. Để anh xuống đi. Bên này anh Tom ơi. Pha nhiều lắm nè. Đừng sao em. Lát nữa. Đập chết. Rồi tôi đỡ rồi. Đấy vậy.
Hai ai? Nó giết anh này cái đó nó hồi rồi, nó má nó giết được anh này nó hồi rồi, tèo leo me hết. Là Viper dữ rồi. Trời ơi, đồng đội hạ kéo đi theo mà chứ. Không. Mình sao giết? Không, cũng là thuộc dạng Viper mà kiểu hàng second hand mà hen lắm. Dạ tơ. Đúng đường rồi đó. Giết đi. Mày hả mày? Rồi gầm luôn, gầm luôn. Ấy con nào đây nè? Thằng AC, AC, AC. Ở đây, ở đây. Ủa? Mắt luôn hả? Ăn vậy? Trời ơi, ăn nè. Nó ăn được. À, nó cà kè. Rồi luôn nè, ăn luôn nè. Rồi ăn luôn. 23 giây mình hồi nào được. Nè nè, canh cái gì? Canh cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi! Có bật! Nè! Được, anh chạy được. Anh Tông! Rồi, lùi! Mà cái rờ của con này khó trúng thiệt á. Ôi, thế hồn mày hiểu tại sao tuyển thủ chuyên nghiệp nó học cái rờ con này nhiều vậy á. Nó không lắm. Vừa hiếm có ai vừa đẹp trai vừa chơi game hay như kia. Em nó hết rồi. Dưới luôn. Rồi mình gồng luôn nha. 1 phút có rồng. Này đây đúng không? Con này hở sườn nhiều quá vậy. Mẹ đẩy lẻ không đẩy. Gồng đi. Này hở sườn nhiều thật. Nó tiếng Việt mà. Hay quá vậy anh Lì ơi. Anh không hay thì ai hay. Hay quá Bi ơi. Hay quá không Nhung ơi. Để đoán cái. Ôi trời ơi. Hay quá chị Bi ơi. Chịu. Má ơi. Một lần hai lần thì không sao. Nhưng mà 10 lần rồi thì chắc là mình phải xem. Ôi trời ơi. Má xin lỗi mọi người nha. Dán này lỡ tháo nút rờ ra nhét vô đâu cái rồi. Tôi không đi rừng thì ai đi rừng đây. Chị mèo ơi. Cái gì vậy? Nè. Đánh đây nó cổ che cho rồi. Cổ che cho rồi, chỗ ăn hết kia mà kia cổ che. Che. Ờ nhá thử em nó sợ không? Ôi đứng sau nè. Đó đằng sau đó, nó có người á. Mày giỡn này. Vào đây. Ờ vào đây. Nhóc nó không có người. Nhóc ác. Có người nó cũng đánh vậy nữa. Vào. Nhóc ác. Vào đây. Nhóc ác. Vào đây. Cứu anh Quyền, em cứu anh Quyền, em cứu anh Quyền. Không, anh giết anh Quyền đâu, anh Quyền mạnh lắm rồi. Tao không giết được, tao giết anh Quyền tới nơi rồi nè. Trả thù cho anh Quyền, trả thù cho anh Quyền. Ai, mèo đơn tới, mèo rồi đơn tới. Rồi nè, rồi nè. Giết nó. Hay quá thì nhìn kêu. Nhìn miếng nó nè. Miếng nó không lách cũng rồi. Ôi, thằng ơi. Vẫn thằng nữa. Ê, sao giống thú vậy? Nè đây. Má, chứ nó trâu quá. Anh đi bị đập. Ê, bên này nè, cứu. Má, nó bắt tôi rồi. Là sao? Chạy đi. Ủa cái gì thua luôn rồi.
Ôi trời ơi, ngọc nó bắt tôi kìa. Cô Bi. Em. Rồi, mất bị hồ nè. Rồi, cứ đợi. Mới một thôi. Ơi, chị ơi. Thiếu. Tốt gì mà. Cái gì vậy chị mèo? Ha, tôi bắt cái gì vậy chị mèo? Rồi nó cà nó thành tẩy. Trời ơi, nó đang còn rờ phía hồ mà chị mèo làm gì vậy? Tôi rờ AD nó rồi mà nó thành tẩy. Trời ơi, đi rừng vậy đó. Tôi không đi rừng với AD. Không có kỹ năng. Má không nghĩ là rờ pha đó mà team không giết được nó. Không có kỹ năng. Có anh tẩy đánh đi. Đánh được, đen đến. Hay nha chị mèo. Trời ơi. Đánh vậy không cho ta gắm gì. Hay à. Chị mèo đột biến. Họ nói người ta ăn cho hóc, hóc cho lắm vô. Họ đã không hóc được, họ còn phá nữa.